Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau với chuyên đề khỏe đẹp thân tâm. Rất mong được các bạn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của chính mình cũng như là của những người mà đã rất là khỏe và vui trong cuộc sống xung quanh bạn. Bạn có thể chia sẻ với tôi cùng mọi người bí quyết của bạn và của những người xung quanh bạn nhé. Tôi xin nói một chút xíu về lý do tại sao tôi làm chuyên đề này. Thì có lẽ là xuất phát từ cách đây 3 năm. Khi đó là tôi đang đi thực tập ở ba bệnh viện và tôi thấy là cái tình trạng người vào bệnh viện rất là đông và tôi cảm thấy rất là sợ, vì tính tôi thì hay sợ tiêm, sợ máu, cho nên là khi mà tôi vào tôi chứng kiến, tôi thực tập ở mỗi bệnh viện từ 1 đến 2 tuần và tôi thấy rất là sợ và tôi chỉ ước ao là mình không phải vào bệnh viện thôi. Và lúc đó thì sức khỏe cũng bắt đầu cảm thấy có nhiều những cái dấu hiệu không có tốt. Vì thế mà tôi bắt đầu quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn và cũng mong muốn là mọi người xung quanh mình khỏe hơn, để không ai phải ở trong cái tình trạng là phải xếp hàng quá đông trong bệnh viện, rồi phải chịu đau đớn, phải chịu rất nhiều những phí tổn về cái công tác chữa chạy. Cho nên là tôi rất là mong tìm ra những cái cách nào đó để mà có cái cách giữ sức khỏe tốt nhất. Các bạn thì sao? Các bạn thấy đã thấy là sức khỏe của mình cần phải chăm sóc chưa? Có lẽ là với những bạn dưới 30 thì cảm thấy sung sức, rất là sung sức đúng không ạ? Và không muốn là mình muốn nghĩ rằng là mình yếu. Thực sự là đến cái độ tuổi trung niên thì có lẽ tất cả mọi người đều quan tâm đến sức khỏe, là vì lúc đó cơ thể báo động rồi. Nói vui là khi còn trẻ thì chúng ta làm kiếm tiền, rồi đến khi về già thì chúng ta lại phải bỏ tiền ra để mua sức khỏe. Thì khi trẻ chúng ta lại dùng sức khỏe để kiếm tiền. Thì rất là mong hôm nay mình sẽ trò chuyện với nhau khỏe và đẹp. Và một cái câu chuyện nữa là tôi có một lần tôi đọc được một cái chia sẻ của đoạn chat trên mạng của các bác sĩ trực cấp cứu trong một bệnh viện về một trường hợp mà đã phải vào cấp cứu giữa đêm rất là đau đớn. Thì tôi mới thấy là cái câu chuyện cái chat đó nó liên quan tới cái tốc độ đi xe, và tôi cũng thấy là thỉnh thoảng tôi đi hơi ẩu, và từ đấy trở đi tôi nhắc mình là phải cẩn thận hơn, đi chậm hơn. Thế đấy là hai cái lý do xuất phát từ việc tại sao trong thời gian gần đây mọi người thấy là tôi quan tâm rất nhiều đến sức khỏe, và tôi cũng sẵn sàng chia sẻ những gì mà tôi đã đang làm thấy hiệu quả trên Facebook. Tôi có hẳn một album khỏe đẹp và thân tâm, nếu mà ai có đó theo dõi thì thấy là tôi chia sẻ từ cách hít thở cho sao cho khỏe đẹp này, chia sẻ cách massage mặt sao cho khuôn mặt luôn luôn rạng rỡ và xinh tươi này, chia sẻ cách tuyệt thực để mà có được sự thanh lọc thân tâm tốt nhất này, hay là chia sẻ đơn giản cái cách xương mặt để sao cho da mặt là luôn luôn mịn màng. Nói vui là bằng 100 lần lên spa khi mà chúng ta chịu khó xương mặt một tuần 2 lần. Thì tất cả những cái cách đó chúng ta có thể áp dụng và chúng ta thấy cảm nhận ở trên cơ thể của mình để xem là chúng ta có khỏe hơn không, chúng ta có đẹp hơn không, đặc biệt là chúng ta có vui hơn không. Đấy là điều mà tôi rất là tâm huyết để muốn chia sẻ cùng mọi người. Chúng ta biết là thân khỏe thì tâm vui, mà tâm vui thì thân khỏe đúng không ạ? Gần đây thì có một bài thơ về chữ mệt tôi thấy rất là hay và rất là đồng cảm sâu sắc với cái bài thơ chữ mệt này. Đôi khi mình mệt không phải là vì mình làm nhiều, mà vì mình có thể mình cảm thấy không có vui khi làm thì mình mới thấy mệt. Ví dụ như là hôm nào đó tôi có những cái việc đi dạy mà nó rất là hào hứng, nhưng mặc dù nó phải làm rất là nhiều việc một ngày, đứng nói rồi làm hoạt động rất là nhiều, nhưng mà tôi hoàn toàn không thấy mệt. Thậm chí là nhiều người quan sát thấy ồ thế thì chắc cô mệt lắm, nhưng mà hoàn toàn không, vì tôi đang làm được việc mà tôi yêu thích thì tôi không mệt. Nhưng mà khi mà một ngày nào đó làm rất ít việc thôi, thậm chí là chỉ có nằm chơi hay là đọc báo hay đọc sách gì đó thôi, nhưng mà cảm thấy ngày hôm đó rất là mệt mỏi, thì cái câu chuyện thân và tâm nó liên quan đến nhau. Vì thế mà tôi mới chọn hôm nay nói chung là khỏe đẹp thân tâm. Cái bài chữ mệt như sau: mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt, đúng không ạ? Chúng ta cười nhiều đến bao nhiêu thì càng cười càng khỏe, chứ còn tức giận thì một chút xíu là thấy mệt lắm rồi. Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt, chân thành không mệt, giả dối mới mệt, rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt, được mất không mệt, tính toán mới mệt, thể chất mệt không hẳn là mệt, tâm can mệt mỏi mới là mệt. Thì chúng ta thấy là cái thân và tâm của chúng ta nó liên quan rất là mật thiết với nhau.
Vì thế mà tôi cũng song hành với những cái chia sẻ những biện pháp giữ sức khỏe cụ thể mà tôi đã và đang tìm kiếm cho chính mình, chia sẻ với mọi người, và tôi còn muốn quan tâm đến cái đời sống tâm lý của mỗi người nữa. Nên vì thế mà từ cái livestream đầu tiên cho đến bây giờ thì tôi rất là quan tâm đến hạnh phúc của tất cả chúng ta, làm sao để chúng ta vui, chúng ta khỏe. Vui và khỏe luôn luôn đi với nhau, và cái thân và tâm của chúng ta nó luôn luôn đồng hành với nhau. Chia sẻ với mọi người rằng là tôi vừa mới ăn lại, đến hôm nay là đúng một tuần sau khi mà tôi đã tuyệt thực 7 ngày, thì các bạn thấy đấy, tôi lại quay trở lại với sự gọi là nói vui là mũm mĩm lúc đầu. Nhịn ăn không phải là để giảm cân đâu ạ, khi chúng ta ăn lại thì cân nặng nó sẽ lại quay trở lại, nhưng thật sự là sau một tuần thì nó rất là nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm một theo cái nghĩa hết sức là tích cực, nhẹ nhõm cả thân, nhẹ nhõm cả tâm. Tôi ví nó như là một biện pháp cân bằng thân tâm rất là tuyệt vời, và tôi thấy tôi thật may mắn khi mà tôi đọc được cuốn sách và tôi đã thử áp dụng nó, và tôi thấy tôi thành công. Thì không biết là các bạn khác, các bạn có quan tâm đến câu chuyện giữ sức khỏe không, thì các bạn có thể là chia sẻ và có thể đặt câu hỏi cho tôi nếu các bạn quan tâm. Tôi thấy khá là nhiều bạn quan tâm đến cái cách mà làm sao để thanh lọc cơ thể, làm sao để khỏe đẹp thân tâm. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi để tôi có thể chia sẻ trực tiếp với mọi người. Một vài lời dẫn chia sẻ ban đầu với mọi người như vậy, rất là mong là chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện tiếp. Cảm ơn các bạn đã like, và không biết là có bạn nào tâm tình ngay bây giờ không ạ? Có thể nói là ông bà mình nói là sức khỏe là vàng, đúng không ạ? Khi chúng ta khỏe thì chúng ta có thể làm đủ thứ, và chúng ta cũng muốn đủ thứ nữa. Chúng ta cảm thấy chúng ta tràn đầy năng lượng, và chúng ta vô cùng là sung sức, có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách, thậm chí là không không thấy đó là khó khăn thử thách, đó là những cái cơ hội. Nhưng mà khi chúng ta chỉ cần yếu thôi, mệt thôi, ốm thôi, một cái trận cu cảm cúm thôi, nó cũng làm chúng ta cảm thấy là mất năng lượng, cảm thấy là người nó suy sụp, và đặc biệt là không lúc ấy không thiết làm gì nữa, ăn cũng không thiết ăn, trong khi bình thường ăn là niềm vui, đúng không ạ? Không muốn ăn rồi, không muốn làm rồi, bao nhiêu ước mơ dự định có lẽ cũng không có tha thiết nhiều lắm, nhất là với những bạn mà có cái bệnh hiểm nghèo hay là có những cái trọng bệnh nào đó. Tôi mới được biết một sinh viên của tôi bị không may bị kính cắt vào tay, và cô ấy rất là sốc khi mà cô ấy đang là cái người rất là năng động, rất giỏi giang, nhưng mà lại có những cái vết thương nó khá là nặng. Nhưng rất may hôm nay tôi hỏi thăm thì cô ấy đã được nối động mạch và cô ấy đã khỏe hơn rất là nhiều rồi. Thì có thể nói là bất kỳ một cái một một lúc nào đó trong cuộc đời, có thể chúng ta gặp những cái biến cố nó liên quan tới những cái điều không may xảy đến cơ thể chúng ta, thì làm sao để chúng ta được an toàn, chúng ta được khỏe, chúng ta được vui. Thì đấy là điều mà tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, nhất là những bạn trẻ, xin hãy đừng chủ quan. Các bạn rất nhiều ước mơ, các bạn rất là nhiều sức, các bạn rất nhiều năng lượng. Nhưng nếu mà chúng ta không biết giữ gìn thì có thể đến một lúc nào đó từ 40, 50 chúng ta sẽ phải trả giá, sẽ phải dùng số tiền mà chúng ta kiếm được để mua lại sức khỏe của chúng ta. Bạn Huyền Minh nói là bạn video bị giật. Ở chỗ tôi, trong máy tính của tôi thì không có thấy bị giật, đang 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 hoạt động rất là tốt. Không biết chỗ các bạn thế nào. Quả thật là mỗi tối thứ bảy chủ nhật thì đúng là mạng nó cũng không có được thuận lợi như là chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Xin chia sẻ một cách cụ thể từng ngày một thì làm sao để chúng ta khỏe. Cái quan trọng nhất đó, mỗi sáng thức dậy, tôi muốn nói từ sáng cho đến tối đi ngủ, thì mỗi sáng thức dậy chúng ta cố gắng là để chuông đồng hồ để chúng ta hẹn cái giờ cần phải dậy, để chúng ta quyết tâm nghe chuông thì chúng ta dậy. Sau đó động tác đầu tiên chúng ta nên làm đó là massage cơ mặt của chúng ta. Biện pháp massage cơ mặt tôi đã chia sẻ trong album ảnh khỏe đẹp thân tâm, chúng ta có thể lấy về để chúng ta thực hành. Nó rất là đơn giản, massage từng bộ phận trên mặt để làm cho đánh thức tất cả các cơ trên mặt, đánh thức lưu thông các mạch máu, và chúng ta trở nên tươi tắn, trở nên sung sức trước khi ra khỏi giường. Thì đấy là một cái động tác massage toàn bộ cơ mặt của chúng ta, massage mắt, mũi, miệng, trán, rồi má, rồi tóc, rồi tai, rồi cổ, vân vân, gáy, tất cả những cái hoạt động đơn giản của chúng ta chỉ cần 5 phút thôi, nhưng tôi chắc chắn là các bạn tràn đầy năng lượng, đặc biệt là với những ai mà chịu khó
đó, khi vừa massage vừa mỉm cười, vừa suy nghĩ những điều tích cực như là cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy cho tôi được ngày nữa để yêu thương. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một suy nghĩ tích cực, bằng một năng lượng tích cực. Đấy là điều mà bạn có thể làm cho bạn khỏe, ít nhất mỗi ngày khỏe và vui. Tôi mới đi nghe một chuyên đề về cảm xúc gây ra bệnh tật và tôi rất đồng cảm với bác sĩ người Canada ông Bouchard. Ông nói rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực nó có thể sinh ra bệnh tật, mọi bệnh tật đều nguyên nhân từ cảm xúc. Cảm xúc là một phần của não bộ, cảm xúc là một cái gì đó chi phối rất là mạnh mẽ tất cả mọi hoạt động của cơ thể chúng ta. Nhưng ví dụ như khi chúng ta vui thì toàn bộ cơ thể chúng ta có những cái biến đổi thể lý như là sự gọi là sung sướng, cái nét mặt rất là giãn nở rồi mỉm cười. Và khi mà chúng ta buồn bực hay cáu giận thì chúng ta thấy là máu dồn lên và mặt chúng ta đỏ, rồi tay chân của chúng ta có những cái co rút vân vân, thì cái cảm xúc nó chi phối ngay lập tức và chúng ta sẽ có những cái phản ứng hóa học trong cơ thể và chúng ta có thể sinh bệnh. Thậm chí là rất nhiều ông đã chia sẻ là rất nhiều những cái nghiên cứu đã chứng minh rằng là đằng sau căn bệnh ung thư là những cảm xúc tiêu cực của người mà bị bệnh. Thì chúng ta thấy là đầu mở đầu buổi sáng chúng ta rất rất nên khởi động tinh thần của chúng ta bằng một cái động tác massage mặt, bằng những cái câu nhắc nhở động viên tinh thần của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ vệ sinh rồi chúng ta bắt tay vào một ngày mới. Nếu được chúng ta hãy có một cái kế hoạch hôm nay mình sẽ làm gì, việc gì cần quan trọng làm trước, việc gì làm sau. Thì nếu chúng ta có một cái kế hoạch thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ thấy là một ngày sẽ không nhiều áp lực lắm và chúng ta sẽ sắp xếp để mà chúng ta không có bị rối trong công việc cũng như là chúng ta đạt hiệu quả cao nhất khi chúng ta làm việc có kế hoạch và có một cái sự gọi là sắp xếp khoa học. Một thêm một chút xíu nữa tôi chia sẻ đó là tôi làm người giáo viên nên tôi rất quan tâm đến cái bộ phận cổ họng của tôi. Nên buổi sáng thì tôi thường pha một cốc nước chanh mật ong ấm để tôi uống. Nếu không có mật ong thì tôi chỉ cần pha nước chanh đường hoặc là nước chanh muối. Hoặc rất đơn giản tôi hôm nào tôi vội tôi làm một cốc nước ấm thôi. Một ốc cốc nước to thì đấy là cách mà tôi làm cho thông cái dạ dày của mình và làm cho cơ thể nó thật sự là được đào thải. Nhất là nếu mà bạn nào có thể mà đều đặn đi vệ sinh mỗi sáng thì rất là tốt để mà thải độc khỏi cơ thể của chúng ta. Cảm ơn bạn Huyền Minh đã đang hỏi về phương pháp detox cơ thể. Vâng, tôi sẽ chia sẻ xong cái một ngày nên thế nào cho khỏe, sau đó tôi sẽ chia sẻ cụ thể phương pháp detox. Đấy là buổi sáng nha. Còn buổi trưa thì chúng ta bữa sáng rất là quan trọng đúng không ạ? Có hai quan điểm về bữa sáng. Có người theo quan điểm phương Tây thì cho rằng bữa sáng là bữa ăn của ông hoàng, cho nên là mình ăn cho chính mình, cho nên là mình phải ăn nhiều. Thì đây là một quan điểm của phương Tây khi mà bữa sáng của họ ăn muộn hơn chúng ta. Còn người Việt Nam chúng ta thì thức dậy sớm hơn và ăn sớm hơn. Thì bạn phải lắng nghe cơ thể mình xem có ăn được nhiều hay không. Tôi đã quan sát chính tôi thì tôi thấy là nếu tôi ăn sớm thì tốt nhất là tôi ăn những thứ rất là nhẹ nhàng, thanh đạm thôi. Còn hôm nào tôi ăn cỡ sáng muộn tôi cũng có thể ăn được nhiều món ăn hơn. Thì đấy cũng là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc xem ăn thế nào để phù hợp với điều kiện cơ thể của mình. Mọi lời khuyên có thể đúng, có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã đúng và phù hợp với mình. Và bữa trưa thì là bữa mà chúng ta thường là có những cái mối quan hệ bạn bè, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau. Có một cuốn sách là đừng bao giờ đi ăn trưa mình đúng không ạ? Thì đi ăn với bạn bè, đi ăn với những người mà mình gần gũi, nó cũng là tạo nên một cái niềm vui và tạo nên một cái sự thân tình trong các mối quan hệ xã hội. Đấy là một cái cách chúng ta kết nối với người khác để chúng ta thành công. Nếu bạn nào mà may mắn mà gần nhà về nhà ăn trưa được với gia đình thì tuyệt vời đúng không ạ? Những bữa ăn mà chúng ta tự tay làm lấy, ăn uống tự nhiên cân bằng thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe hơn là những bữa ăn ngoài đường, ngoài phố hay là nhất là những món thức ăn nhanh thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Tôi được đọc trong cuốn sách Thực dưỡng và một cái quan điểm minh triết trong đời sống ăn minh triết trong ăn uống trong phương Đông của giáo sư Ngô Đức Vượng mà gần đây thì Phương Lưu đã tái bản lại đó, thì tôi thấy là cái cách ăn cân bằng nó rất là quan trọng trong ba bữa ăn của chúng ta. Đến buổi tối thì làm sao để chúng ta có thể khỏe, thì tôi thấy là cái lời khuyên bữa tối ăn ít là rất là quan trọng, làm cho chúng ta không quá nặng nề. Nhất là nếu chúng ta có thể là đang cần giảm cân thì bữa tối lại càng cần lưu ý là ít tinh bột và ít chất béo.
Những buổi tối làm sao để khỏe mạnh? Tôi thấy có một cái điều rất quan trọng, đó là chúng ta hãy giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Khi chúng ta đi làm về, chúng ta hãy để công việc ở cơ quan, ta ở cơ quan ta làm hết mình rồi, nhưng khi về chúng ta hãy dành thời gian cho gia đình, cho bạn thân nhiều hơn, cho các mối quan hệ thân tình nhiều hơn, để chúng ta bớt căng thẳng, bớt áp lực. Nếu ai đó mang công việc cơ quan về nhà thì cái sự căng thẳng nó sẽ theo bạn và có thể làm cho bạn từ ngày này sang ngày khác. Cái bữa ăn của bạn, cái giấc ngủ của bạn, mọi thứ đều bị ám ảnh bởi công việc, và bạn sẽ đến lúc nào đó bạn sẽ căng thẳng, bạn sẽ có những cái phát sinh bệnh từ những cái cảm xúc tiêu cực căng thẳng đó. Và buổi tối lý tưởng nhất là nếu được các bạn có thể là vận động bằng những bài tập thể dục. Có những bạn thì tập thể dục buổi sáng, có những bạn tập thể dục buổi tối, thì tùy thuộc vào thời gian gia đình và thời gian riêng của bạn. Như cá nhân tôi thì buổi sáng tôi rất là nhiều việc liên quan đến đưa con đi học, vì thế mà tôi thường tập giữ người đứa trẻ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thì giữ người đứa trẻ là một cái động tác mà những cái động tác tập thể dục của người Tây Tạng xưa rất là hay, làm cho cơ thể chúng ta tươi trẻ mỗi ngày. Và tôi cũng đã chia sẻ trong album ảnh Khỏe Đẹp Thân Tâm đấy ạ. Đây là một cái phương pháp mà trên mạng nói rất là nhiều, và thậm chí dẫn chứng rất là nhiều người nổi tiếng đã thực hành nhiều năm, và họ trẻ hơn tuổi của họ rất là nhiều. Và bản thân tôi thì nghe những cái lời chia sẻ đó thì thấy rất hấp dẫn, nhưng quan trọng là chính tôi đã trải nghiệm nhiều năm nay để tập. Thì tôi thấy là khi mà tôi còn đang là năm thứ tư sinh viên á, tôi tập 1,5 năm xuống người tôi trẻ, và tôi thấy có một sự khác biệt rất lớn trong cơ thể của tôi. Tôi trở nên mềm mại hơn, trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là tôi thấy là tôi có những cái thay đổi về sức khỏe rất là lớn. Và bây giờ tôi đang tập lại, và tôi cũng thấy là mình mỗi lần tập xong thì mình thấy rất là khỏe, mà mình đi ngủ rất là ngon. 5 động tác này rất là đơn giản các bạn, chỉ cần 10 phút mỗi tối thôi, không nhiều. Cái cuốn sách hướng dẫn nó cũng rất là mỏng và rất là rẻ tiền, vài chục nghìn thôi, nhưng thật sự vô cùng hữu ích. Tôi đang cùng với các con tôi tập, và tôi thấy là ít nhất là mình thấy mỗi lần tập xong mình thấy tràn đầy năng lượng và đi ngủ ngon, và sáng hôm sau thì mình cũng cảm thấy một ngày thật là khỏe khoắn. Thế nên tập thể dục là một cái điều mà vô cùng quý, đúng không ạ? Có hôm nay tôi có chia sẻ trên Facebook một cái hình rất là thú vị, là người ta nói về 6 cái người bác sĩ rất là tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, ai cũng có thể có. Đó là mặt trời, ánh sáng mặt trời, nước, sự nghỉ ngơi, không khí, tập thể dục và cái lối sống điều độ. Thì chúng ta thấy là 6 vị bác sĩ này thì bất kỳ ai cũng có, đúng không ạ? Và như là tôi vừa chia sẻ đấy, một ngày mà bạn có biết giữ sức khỏe hay không nó phụ thuộc vào có biết tận dụng tối đa 6 cái vị bác sĩ tuyệt vời này không. Bạn có để ánh sáng mặt trời sưởi ấm trên da của bạn vào lúc sáng sớm để bạn hưởng thấy vitamin D cũng như là những cái điều tuyệt vời của thiên nhiên không? Bạn có biết dùng nước để mà làm cơ thể khỏe hơn, sạch hơn? Rồi sự nghỉ ngơi, bạn có cân đối sự nghỉ ngơi với làm việc hay không? Nếu chúng ta không cân bằng, chúng ta sẽ đến lúc đầu đó cơ thể của chúng ta sẽ bỏ biểu tình. Không khí mình có biết hít thở những nơi không khí trong lành hay không? Ví dụ như là chúng ta biết là thành phố thì ô nhiễm rất là nhiều, nên bây giờ nếu được chúng ta hãy trồng cây quanh nhà mình để mà chúng ta tận hưởng không gian xanh nơi sống, nơi chúng ta sinh sống, để có được cái không khí tốt lành. Rồi bài tập thể dục đó, tôi vừa nói tập dục rất là quan trọng, sáng hay tối hay lúc nào tùy thuộc vào điều kiện của bạn, và đặc biệt là cái lối sống điều độ. Lối sống điều độ là vô cùng quan trọng đối với một sức khỏe tốt. Và nhân đây cũng nói với các bạn là 2 cái cuốn sách mà tôi đọc trong Tết vừa rồi, cái cuốn Nhân tố Enzyme, một cuốn sách rất là nổi tiếng của tác giả người Nhật, nói về cái cách mà giữ gìn sức khỏe nhờ biết ăn uống để mà tạo ra một cái đường tiêu hóa tốt, và một cái cuốn sách về minh triết trong cái ăn uống người phương Đông của giáo sư Ngô Đức Vượng. Thì chúng ta thấy là các ông đều nhấn mạnh đến ăn uống cân bằng và một lối sống điều độ. Thì có lẽ là cái biện pháp mà để người khỏe mạnh, thon thả, không quá nhiều cân nặng, không quá gầy, không quá béo, nó không hề khó, đúng không ạ? Bao nhiêu thuốc giảm cân, bao nhiêu những cái bài tập để giảm cân, hay bao nhiêu những cái biện pháp mà chúng ta có thể thấy quảng cáo ở khắp nơi, cũng không không thể nào có hiệu quả bằng một cái lối sống điều độ khi chúng ta biết sử dụng 6 vị bác sĩ này một cách tuyệt vời. Tôi cũng là người rất là khổ sở với cân nặng. Khi mà tôi còn đang sinh viên thì cái số cân nặng nó rất là ít, nhưng mà đến
khi mà sinh con xong thì tôi đã vượt quá cân nặng cho phép và luôn luôn ở trong cái tình trạng quá cân. Nên vì thế tôi cũng hay phải tìm bài này bài kia, tôi cũng uống thuốc này thuốc kia để là giảm cân, và tôi thấy là không ăn thua, giảm rồi lại tăng, tăng rồi lại giảm, mình như là quả bóng vậy. Nhưng mà khi mà bắt đầu thay đổi cái lối sống, biết cách ăn uống, biết cách thải độc, biết cách luyện tập cơ thể, thì tôi thấy là ít nhất là tôi không có bị quá béo như ngày xưa. Bây giờ thực ra thì số cân nặng của tôi không có khác với cái thời tôi béo, nhưng mà khi tôi biết giữ gìn thì cái sự gọn gàng nó làm cho mình, trong mắt người khác mình không có bị quá cân. Thì đấy là cái điều mà tôi rất chia sẻ với nhiều bạn là sinh con xong ở trong cái trạng thái hình ảnh của mình hơi quá khổ. Thực ra vấn đề không phải là cân nặng đâu ạ, vấn đề là bạn có gọn gàng hay không. Và gọn gàng hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào bạn có biết thanh lọc cơ thể, và bạn có biết tập thể dục, bạn có biết giữ một cái lối sống điều độ để bạn có được cái dáng nhanh nhẹn khỏe mạnh hay không. Có rất nhiều bạn hơi cân nặng hơi nhiều chút xíu, nhưng mà tôi nhìn tôi không hề thấy bạn ấy mập, thậm chí cũng có hơi mập đấy, nhưng mà không hề thấy là có vấn đề, vì bạn ấy rất là nhanh nhẹn và hoạt bát và hoạt động rất là sôi nổi. Thì chúng ta lưu ý là cái cách mà chúng ta thể hiện cái phong thái của chúng ta, ví dụ một người béo nhưng mà đứng thẳng lưng lên nó cũng làm dáng chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Tôi ngồi thẳng lưng các bạn cũng sẽ thấy tôi khác với cái chuyện mà tôi còng lưng xuống như thế này. Thì cái cách mà chúng ta đi lại, cách chúng ta đứng, cách chúng ta thẳng lưng, cách chúng ta biết hít thở, nó cũng ảnh hưởng ngay lập tức tới hình ảnh của chúng ta trong mắt người khác, và đặc biệt là ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta. Chúng ta biết là khi chúng ta cong người xuống, chúng ta có những cái biểu hiện cơ thể trùng xuống thì cái tâm trạng của chúng ta nó cũng sẽ trùng theo. Nhưng nếu mà bạn vươn vai, bạn thẳng lưng lên, bạn hít thở sâu, bạn mỉm cười, tự khắc là cơ thể của bạn cảm thấy khỏe hơn rất là nhiều. Nên đấy là một vài cái kỹ thuật rất là đơn giản để mà mình thay đổi nhanh chóng cái tâm trạng của mình. Nhất là những ai mà cần phải bước vào một cuộc họp, cần phải bước lên lớp, cần phải nói trước đám đông, hay cần phải thuyết trình, vân vân, tất cả những hoạt động mà chúng ta cần phải thể hiện là tôi ở trong một cái trạng thái sức khỏe rất là tốt, thì các bạn cần phải có một cái kỹ thuật là hãy biết hít thở, hãy biết thẳng lưng lên, hãy biết mỉm cười. Thì khi đó mọi người nhìn bạn, họ sẽ cảm thấy bạn tràn đầy năng lượng. Và đặc biệt là khi bạn quyết tâm là bạn vui thì cái cơ thể của bạn nó cũng sẽ khỏe hơn. Cảm xúc nó sẽ điều khiển cái sức khỏe năng lượng của bạn nhé ạ. Cảm ơn bạn Vi Loan Vi Nguyễn đã có hình như là mạng có một cái vấn đề gì đó, mà thêm một bạn nữa cũng nói là mạng không được tốt lắm. Và bạn Vi Loan, bạn muốn đề nghị là làm thế nào để chồng thay đổi suy nghĩ gia trưởng và biết giúp vợ con công việc nhà và chăm sóc con. Ở vấn đề này bạn Vi Loan ơi, tôi đã nói trong một chút xíu trong cái chương trình hạnh phúc vợ chồng, thì muốn cho người đàn ông có trách nhiệm với gia đình thì một phần là bản thân người đàn ông ý thức được, nhưng một phần cái sự tác động, cái cách thức như thế nào đó của người vợ cũng rất là quan trọng. Bạn có thể xem lại cái video hạnh phúc vợ chồng nhé, hay là video nuôi dưỡng tình yêu cho lối sống vợ chồng. Và đôi khi cái cách mà bạn giữ một cái sức khỏe tốt cho bạn cũng mà tôi đang chia sẻ ở đây, khỏe đẹp thân tâm, nó có thể ảnh hưởng đến cái cách mà ông xã cảm nhận về bạn và yêu thương bạn hơn, trân trọng bạn hơn. Nhân đây thì tôi muốn nói là rất nhiều người phụ nữ là đã quá chăm lo việc nhà nên quên bản thân mình. Khi mà chồng không làm việc nhà thì lại mình cũng không biết làm thế nào và mình lại làm hết. Tôi xin lỗi các bạn là tôi ngồi chân nó bị tê quá. Khi mà mình làm việc nhà quá nhiều như vậy thì cái sức khỏe của mình nó không được đảm bảo. Tôi vẫn thường nói với các anh nam giới là nếu như mà các anh chịu khó làm việc nhà thay vợ thì vợ sẽ bớt vất vả hơn, và buổi tối vợ sẽ khỏe hơn và có thể là vui vẻ với chồng con hơn. Thì chính phụ nữ chúng ta cũng phải ý thức được điều đấy. Nếu chúng ta cứ quá chu toàn việc nhà, quá nai lưng làm tất cả mọi việc mà không biết phân công công việc cho chồng, cho con bớt để mà mình có thời gian thư giãn, có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta biết nghỉ ngơi là một trong những vị bác sĩ có rất là quan trọng của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải biết cân bằng. Rất nhiều người phụ nữ hy sinh quá nhiều, làm việc quá nhiều ngoài xã hội cũng như là trong gia đình chỉ để cho chồng có hết lòng vì chồng con thôi. Và sau này thì cái sức khỏe ảnh hưởng thì cái hạnh phúc gia đình nó cũng sẽ có một cái nguy cơ. Đặc biệt là chúng ta biết là chúng ta muốn đi đường xa cùng con cái, chúng ta phải khỏe. Chúng ta muốn ở bên con, chúng ta mang lại sự gọi là quan tâm, chăm sóc, yêu thương của chúng ta đối với con, thì chúng ta phải biết cân bằng. Và giữ sức khỏe là một trong những điều mà tôi nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ cần phải quan tâm. Không phải là giữ sức khỏe cho riêng mình đâu ạ. Chính mình khỏe thì cũng có lợi cho tất cả những người thân yêu của mình nữa.
Xin quay trở lại cái câu chuyện đề tốc. Một vài cái cách mà chúng ta có thể giữ sức khỏe mỗi ngày mà tôi vừa chia sẻ, xin ngắn gọn lại là chúng ta hãy biết tập thể dục mỗi buổi sáng, hãy đơn giản là massage mỗi buổi sáng, uống một cốc nước thanh lọc mỗi buổi sáng, ăn uống cân bằng 3 bữa tùy thuộc nhu cầu cơ thể, đặc biệt là giữ tâm trạng vui vẻ, giữ một cái mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, tập thể dục, tận dụng 6 vị bác sĩ tuyệt vời, ánh sáng rồi không khí rồi sự nghỉ ngơi rồi ăn uống cân bằng rồi vân vân, tập thể dục. Thì đấy là cái cách mà mỗi ngày chúng ta nếu làm, chúng ta sẽ thấy là cơ thể chúng ta sẽ duy trì được một cái khỏe và đẹp. Một cái nội dung thứ hai mà tôi muốn chia sẻ hôm nay và một số bạn quan tâm đó, đó là câu chuyện đề tốc. Thì có rất nhiều cách để đề tốc, ví dụ như là đơn giản như cơ thể chúng ta có những giờ sinh học để đào thải chất độc trong cơ thể, như là ngủ, ví dụ tại sao là người ta khuyên ngủ sớm, ngủ trước 9 giờ để có những cái giờ ví dụ 1-2 giờ sáng là gan thải độc chẳng hạn, hay là buổi 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 sáng sớm lúc 5 đến 7 giờ sáng mà nếu chúng ta đi vệ sinh được thì đấy là chúng ta đang thải độc cho những bộ máy của chúng ta. Thì tất cả những cái lời khuyên rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu ích đó cũng là thải độc đề tốc. Thì chúng ta nhớ là ăn ngủ điều độ đúng giờ cũng là một cách đề tốc. Rồi chúng ta biết uống nước buổi sáng sớm như tôi vừa chia sẻ cũng là một cách đề tốc. Hay có những người chuyển sang ăn chay một thời gian cũng là để cho cơ thể được đề tốc, được thanh sạch hơn, rồi được nhẹ nhõm hơn, để cảm thấy là mình giữ gìn được cái sự gọi là cái sức khỏe tự nhiên của mình nó không nặng nề. Chúng ta biết là ăn quá nhiều thịt, ăn thịt thì rất là ngon nhưng mà ăn quá nhiều thì cơ thể người ta nặng nề, chắc ai cũng có thể cảm nhận điều đó. Sau bữa ăn quá dư thịt, sau một cái đợt ăn quá là nhiều chất đạm, chúng ta thấy là chúng ta khó chịu hẳn đúng không ạ? Thì ta thay đổi cái cách ăn uống cũng là cách thanh lọc cơ thể. Thì biện pháp mà tôi chọn đó là biện pháp tuyệt thực theo cái cuốn sách Tuyệt thực đi về đâu của tác giả Thái Khắc Lễ và Phạm Ngọc Trâm. Thì đây là một cuốn sách mà cũng viết lại những kinh nghiệm xưa của người phương Đông chúng ta thôi, chứ không phải là một phương pháp gì mới, có từ hàng phương pháp này có từ hàng ngàn năm trước. Ngay từ thời Đức Phật cũng đã nhịn tuyệt thực 49 ngày, hay là trong cuốn sách cũng có nhắc đến là Chúa Giêsu cũng có một giai đoạn là tuyệt thực 40 ngày. Thì có rất nhiều những cái câu chuyện tuyệt thực mà đã làm cho cái sự cải thiện tình trạng sức khỏe cũng như là cái trí tuệ tâm linh của con người. Thì tôi rất là thích cái ý tưởng là có một cái thời gian không ăn uống rất ít để mà cơ thể của chúng ta được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tất nhiên quan điểm này nó hơi trái với quan điểm thông thường. Ốm thì quan điểm thông thường bác sĩ thường khuyên là ốm thì phải ăn, thậm chí là ăn nhiều chất bổ hơn. Nhưng mà trong cuốn sách này thì họ phân tích rất hợp lý, khi mà cơ thể chúng ta đang ốm thì cái sự tiêu hóa nó sẽ không thể tốt như là ở một cơ thể khỏe mạnh. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thì thức ăn nó sẽ nó không có được tiêu hóa, nó sẽ thối lên và nó sẽ có những cái phản ứng xấu trong cơ thể và nó làm hủy hoại dạ dày cũng như cơ thể của chúng ta. Thì tôi chọn cái cách này là tôi thấy được thuyết phục. Bạn nào muốn quan tâm thì xin hãy đọc cuốn sách đó. Tôi cũng chỉ là người đọc, thấy thuyết phục và thử thực hành và thấy có hiệu quả. Tôi đã thực hành 3 năm nay và những cái lần tôi thực hành đến bây giờ, đến mà 7 ngày nhịn thì là đến lần vừa rồi là lần thứ 7. Trong đó có một lần là thử để đến lúc đói, nhưng là trong sách mô tả thì tôi đã được 9 ngày, tức là khi nào cơn đói tự nhiên quay lại thì tôi mới ăn thì được 9 ngày. Thế còn những cái lần mà 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày để mà tập nhịn á, rồi hạch, hoặc là cơ thể tôi yếu mệt thì tôi cũng dừng, tôi không uống thuốc mà tôi nhịn, dùng cái phương pháp tuyệt thực để mà chữa bệnh thì tôi thấy khá là hiệu quả. Ví dụ một lần tôi bị nổi mề đay và tôi thấy là tôi nhịn 3 ngày thì khỏi. Hay một lần tôi cũng bị cảm sốt thì tôi cũng đã dừng ăn đến ngày thứ 2 thì khỏi. Thì nó tùy thuộc vào cơ thể của chúng ta nữa. Phương pháp này thì không hề đơn giản, nó cũng khá là khó vì nó đòi hỏi cái ý chí, cái nghị lực của người nhịn. Tôi nói vui là cái đầu nó chỉ huy cái bụng, chứ vấn đề không phải là câu chuyện của cái bụng. Chúng ta biết là cái thói quen ăn uống hàng ngày rồi, cho nên chúng ta nhịn một bữa thì chúng ta đói không chịu nổi đúng không ạ? Nhưng khi bạn thật sự hiểu về một cái phương pháp khoa học và bạn thật sự tin, bạn thật sự muốn áp dụng thì bạn sẽ có một ý chí rất là cao. Và khi đó thì cái cơn đói mà bạn tưởng là có là đói trong 1-2 ngày đầu, đó là cơn đói giả thôi. Đến ngày thứ 3 thì cơ thể bạn sẽ không thấy đói nữa và nó bắt đầu cái quá trình thải độc rất là mạnh. Ví dụ như là
bạn sẽ thấy có những phản ứng liên quan tới miệng bạn trở nên rất là hôi, người bạn cũng hôi nữa. Nó có tất cả những cái đường ra, đường miệng là nó có đi qua, là những cái chất độc tố trong người của chúng ta nó đi ra. Và đặc biệt là những cái phản ứng thải độc như là nhức đầu, hơi chóng mặt, hay là thậm chí là có những người run lẩy bẩy chân tay. Trong cuốn sách mô tả rất là kỹ những cái biểu hiện thải độc của mỗi người, và tất nhiên là không ai giống ai. Tác giả luôn luôn nhấn mạnh là chúng ta phải biết lắng nghe cơ thể của mình, và phải biết tập, và đặc biệt là phải có những người có kinh nghiệm theo dõi và giúp đỡ khi cần. Không, cái phương pháp này không hề đơn giản nếu chúng ta không biết mà chúng ta nhịn liều. Có những bạn chỉ vì cân nặng quá nhiều cho nên là thấy người khác nhịn mà giảm cân thì mình cũng tập nhịn, và chúng ta đã có thể gặp phải những cái tình huống nguy hiểm mà chúng ta không lường trước hết được. Nên rất là mong là cái phương pháp này nó rất là hay, tôi thấy cực kỳ hiệu quả. Cái tác dụng mà tôi thấy rõ nhất là sau mỗi đợt nhịn thì thật sự là nó nhẹ nhõm cả thân và tâm. Cơ thể nó thật sự là được thanh lọc, nhẹ nhõm vô cùng các bạn, và đặc biệt là nó rất là cân bằng. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh nó rất là nhẹ nhàng, và tôi cái tính tôi nó trở nên điềm đạm hơn. Tôi thấy tôi yêu đời hơn, tôi thấy tôi trân trọng cuộc sống hơn. Tôi thấy tôi ăn cái gì cũng ngon hơn. Và đặc biệt là sau mỗi đợt nhịn thì tôi lại muốn ăn nó quay trở về mấy cái cách ăn uống tự nhiên mà phương pháp thực dưỡng của Osawa hay là mà bác Ngô Nhật Vượng có nhắc đến trong cuốn Mình Chết á, thì nó có nhu cầu là mình ăn nhẹ nhàng hơn. Thì đấy là một cái cách, cái phương pháp mà tôi thấy là cơ thể tôi đã giữ được sự khỏe mạnh cũng như là sự gọn gàng trong mấy năm gần đây là nhờ mỗi năm tôi thực hành 2 lần. Thì nếu mà ai đó quan tâm thì hãy đọc cuốn sách kỹ, và nếu cần tôi chia sẻ điều gì với kinh nghiệm cụ thể của từng đợt nhịn thì tôi sẵn sàng. Chúng ta cũng rất dễ bỏ cuộc đấy ạ, vì là cái cơn thèm ăn nó mạnh lắm. Khi mà chúng ta vẫn phải ngồi nấu cơm cho gia đình, chúng ta vẫn ngồi ăn cùng mọi người, chúng ta đi ra ngoài đường, ta thấy quá nhiều thức ăn hấp dẫn, và thậm chí là có những đợt về sức gọi là ăn tiệc, ăn liên hoan với mọi người nữa, thì chúng ta phải dùng ý chí rất là mạnh. Nên là tôi thường khuyên là hãy đọc kỹ, hiểu kỹ, và thấy cơ thể thật sự thích nghi được thì hãy làm. Thì đấy là một vài lời chia sẻ ngắn gọn thôi. Còn những cái lịch nhật ký mà tôi đã làm á, thì tôi đã chia sẻ rất cụ thể trong cái album Khỏe Đẹp Thân Tâm. Trong cái đợt năm ngoái tôi chia sẻ từng ngày một, khi tôi nhịn ăn thì biểu hiện như thế nào, trạng thái ra sao, thì chúng ta có thể là xem lại, thì chúng ta có thể thử một cái cách nào đó nó phù hợp với bản thân chúng ta. Ví dụ như là có những người họ không muốn nhịn dài ngày thì một tuần họ nhịn một ngày thôi, từ 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau, và tuần họ lại ăn lại bình thường, thì cái cách đấy cũng là cách mà làm cho cơ thể có một ngày nghỉ ngơi rất là tốt. Và nhưng mà tôi thường nói vui là nếu bạn đã nhịn được ngày đầu tiên rồi thì bạn sẽ nhịn được 3 ngày, bạn nhịn được 3 ngày rồi bạn sẽ nhịn được 7 ngày, vì cái khó khăn nhất chính là ngày đầu tiên, và trong 3 ngày đầu tiên thì cái ngày đầu tiên là khó khăn nhất, nếu bạn làm được rồi thì những ngày sau không hề khó nữa. Cái khó khăn của ngày đầu tiên đó là cảm giác thèm ăn, đó là một cái sự phản ứng của cơ thể đối với việc chúng ta ngừng ăn, chứ không phải là cái gì đó làm cho chúng ta có thể sợ hãi. Nhiều người sợ rằng là nhịn ăn thì, nhưng thật sự là tôi đã thấy là hoàn toàn không phải như vậy. Có người thì bạn Huyền Minh nói là đang sử dụng rau xanh salad vẫn còn để tự thực, thì đấy là một cái cách ăn ăn ăn. Tôi cũng không rành về phương pháp ăn rau để tốc, thì tôi chỉ biết những gì mà tôi chỉ chia sẻ những gì mà tôi biết mà thôi. Tôi nghĩ là bạn dừng ăn những cái chất béo, tinh bột thì cũng là cách để cơ thể được nhẹ nhõm hơn, được nghỉ ngơi. Nhưng quả thật là mọi phương pháp thì đều phải được kiểm tra rất là kỹ, phải đọc hiểu rất là kỹ, đặc biệt là tham khảo nhiều luồng tài liệu khác nhau, những cái phân tích khoa học, và đặc biệt là mình phải lắng nghe cơ thể mình, chưa chắc mà phương pháp đó đã phù hợp với mình đâu. Nên vì thế mà các bạn cần phải hết sức thận trọng trong việc ăn uống của mình. Tại sao tôi chọn phương pháp tuyệt thực hoàn toàn chỉ uống chút nước ấm trong ngày? Đó là vì tôi đã tìm hiểu rất kỹ và tôi đã biết phương pháp đó như thế nào, diễn tiến ra sao, tại sao lại làm như vậy, kết quả sẽ như thế nào, thì tôi mới tin tưởng tôi làm. Còn những phương pháp khác chỉ nghe ai đó nói, đọc một vài bài trên mạng thì quả thật là tôi không không có dám thực hiện đâu ạ. Và tôi cũng mong các bạn hãy thận trọng với những cái phương pháp đó. Nên tôi không dám trả lời bạn Huyền Minh về câu chuyện ăn rau salad tươi thì có được không. Thì thỉnh thoảng tôi cũng đọc đâu đó một vài cái cách, một vài bữa để cho cơ thể nó nhẹ nhõm thì có lẽ không sao. Nhưng nếu mà ăn một thời gian dài theo cách đó thì chưa chắc nó phải là hay.
thậm chí là cái câu chuyện mà chúng ta sợ thiếu chất nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Còn phương pháp mà tuyệt thực kia thì nó lại hoàn toàn khác, nó theo cái cách là để cho cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi, cơ thể cân bằng và cơ thể tự chữa lành, cơ thể sẽ chữa lành những cái căn bệnh mà đang ở trong ở chúng ta. Ví dụ như là tôi là có cái tiền căn là có sỏi mật sỏi thận, thì tôi đã từng áp dụng thực dưỡng để mà 1,5 tháng tôi ăn bài gạo lứt với mè cũng đã giảm được khoảng 10 ml sỏi mật. Sau đó thì tôi lại học được một cái bài chữa bằng sung, quả sung thái lát mỏng, sao phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi uống. Thì tôi cũng uống cả năm trời, thì tôi thấy là từ hơn 20, hình như đợt đấy là 24 ml sỏi mật, và bệnh viện Bình Dân, bệnh viện Vũ Anh đều nói là tôi cần phải cắt mật. Thì tôi đã uống sung liên tiếp trong một thời gian dài, đợt đó là nguyên 1 năm tôi đã kiên trì uống, và sau này thì cái sỏi mật nó quay về chỉ còn vài ml thôi. Thì tôi thấy là cái cách mà mình đã thử dùng để áp dụng sỏi mật và thận là có hiệu quả. Đặc biệt là 3 năm nay thì tôi đã dùng cái cách tuyệt thực để mà cơ thể của tôi thỉnh thoảng có một cái giai đoạn tự cân bằng, nó loại bỏ những cái độc tố trong cơ thể. Thì tôi thấy là hôm tôi mới kiểm tra ở phòng khám đa khoa Đại Phước, đúng cái hôm mà tôi đang nhịn ăn ngày thứ sáu, thì tôi đã đến phòng khám đa khoa Đại Phước của bác sĩ Hồng, bạn của tôi, và tôi kiểm tra huyết áp mọi thứ rất là ổn. Siêu âm lại thì thấy là sỏi thận là không còn chút xíu nào nữa, và sỏi mật thì còn, nhưng mà ở trong một cái tình trạng là không có nguy hiểm gì cả, rất là bình thường. Thì tôi thấy là ít nhất tôi giữ được nhiều năm nay không có tái tạo lại sỏi và không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, cũng là nhờ mình biết ăn uống cân bằng hơn, mình biết thanh lọc cơ thể đúng cách. Thì đấy là một vài cái chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân của tôi. Cái nội dung thứ ba mà tôi muốn chia sẻ hôm nay đó chính là câu chuyện thân. Chúng ta nói đến thân nhiều rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện tâm. Tâm an thì thân khỏe, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện làm sao để khỏe đẹp tâm đây, thì cái câu chuyện này tôi rất là muốn chia sẻ, bắt đầu từ những cái mà chúng ta nói với nhau rất nhiều lần rồi. Niềm vui sẽ mang lại cho bạn sự khỏe mạnh, những suy nghĩ tích cực sẽ mang lại cho bạn sự khỏe mạnh, những suy nghĩ tốt, những suy nghĩ mà biết mang lại những cái điều hay, điều tốt cho người khác cũng làm cho bạn khỏe mạnh. Còn những suy nghĩ ích kỷ, những suy nghĩ ghen tuông, những suy nghĩ uất hận, những suy nghĩ tiêu cực chắc chắn nó sẽ mang bệnh đến cho bạn. Nên vì thế mà khỏe đẹp và tâm không có phải là khó, đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta biết sống giản dị, biết sống đơn giản hóa vấn đề. Một trong những bí quyết của hạnh phúc nhẹ nhõm, bình an, thân tâm thì đó là sự đơn giản hóa vấn đề. Đừng phức tạp hóa mọi thứ lên, đừng có căng thẳng hóa mọi những cái khó khăn trong cuộc sống. Vì thực ra thì bất kỳ ai cũng có những cái khó khăn riêng của mình, không ai là hoàn toàn thuận lợi, đúng không ạ? Nhưng mà cái sức mạnh của chúng ta yên tâm rằng con người có đủ khả năng vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời này. Đừng trầm trọng hóa nó. Những người mà luôn luôn trầm trọng hóa những cái căng thẳng, những cái khó khăn, những cái vất vả trong cuộc sống của mình thì người đó thường sẽ khó đối mặt với khó khăn thử thách hơn, và sẽ làm cho cái tâm hồn của chúng ta nó thật sự là nặng nề, thật sự là rất là khó. Ở cái câu chuyện mà những hạt giống tâm hồn, hay những câu chuyện đẹp, hay là những cái suy nghĩ tích cực mỗi ngày của bạn, nó chính là một cái liều thuốc bổ tinh thần vô cùng quý để bạn khỏe đẹp thân tâm. Tâm tâm an, tâm của bạn bình an hay không, bạn vui hay không, bạn hạnh phúc hay không, tôi xin nhấn mạnh lại là tất cả đều do sự lựa chọn của chúng ta. Không ai có thể bắt chúng ta vui, bắt chúng ta buồn, mà đó là cái cách mà chúng ta nhìn nhận cuộc sống này, cách chúng ta lựa chọn thái độ ứng xử đối với người khác, đối với mọi thứ xung quanh. Ví dụ như là có một cái bài mỉm cười rất là hay mà tôi đã từng chia sẻ trên Facebook, là khi ai đó mà hiểu lầm bạn hay là thậm chí là nhục mạ bạn mà bạn mỉm cười được thì bạn đã chứng tỏ là bạn có một sự bình an nội tâm rất là lớn. Thì cái cách mà chúng ta mỉm cười, cách mà chúng ta đón nhận mọi thứ xung quanh nó phụ thuộc vào cái nội lực của chúng ta. Và bất kỳ ai, tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể luyện được. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái để mà cân bằng thân tâm này nó chỉ có ở những cái người mà có cái khả năng quản lý cảm xúc, thì có một cái khả năng mạnh mẽ hay vân vân. Tôi tin rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng có đủ cái năng lượng đấy, chỉ cần bạn có biết sử dụng cái tiềm năng rất là tiềm ẩn trong cơ thể bạn hay không. Bạn có đủ sức để vượt qua mọi khó khăn thử thách, chỉ cần bạn thay đổi thái độ nhìn vấn đề, bạn tích cực hóa mọi vấn đề, bạn đơn giản hóa mọi vấn đề, và bạn
nghĩ cách cách giải quyết chứ không có chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, thì tôi tin rằng mọi vấn đề đều có giải pháp, cũng giống như là mọi cái khóa thì đều có chìa, chúng ta có tìm ra hay không mà thôi. Cái công việc mà tôi làm tham vấn tâm lý là một cái công việc mà tôi giúp mọi người lắng nghe cái tâm tư của họ để cho họ nhìn vấn đề ngày càng sáng hơn, ngày càng bình tâm hơn, để từ đó họ nhận ra là họ nên làm gì. Thì cái khi mà mình ở trong một cái bối cảnh nó làm cho bạn rắc rối, bạn sẽ rất là khó nhìn thấy cái vấn đề của mình, nhìn thấy cái nguyên nhân và nhìn thấy giải pháp. Cũng ví như là một cái mặt hồ mà nó bị khuấy nước lên đó thì chúng ta đâu có thể nhìn thấy đáy, đúng không ạ? Vì vậy tại sao bây giờ mọi cái phương pháp mà để cho khỏe đẹp thì đều cuối cùng được quay về với thiền và thở, thì tôi muốn nhấn mạnh điều này đây. Khi chúng ta tĩnh lặng, khi chúng ta tập thở, khi ta tập trung vào hơi thở, hay nói ở mức cao hơn đó là chúng ta tập thiền, thì thực hành thiền thì có lẽ là cái sự cân bằng thân tâm của chúng ta, mọi những cái khóa học về sức khỏe, về cảm xúc, về đời sống an lạc, tôi đều thấy những chuyên gia đều quay về thiền. Bác Đỗ Hồng Ngọc rồi cô Thái Kim Lan đầu năm nói về nếp sống an lạc cũng quay về thiền thở. Rồi tôi mới nghe bác sĩ người Canada Bouchard nói về cảm xúc gây ra từ bệnh tật, cũng nói đến cuối cùng giải pháp là các bạn hãy tập thở, tập trung vào hơi thở, biết cách thở và thiền, tập thiền. Đã thì chúng ta có thể nói thiền thì không hề đơn giản, nhưng mà chúng ta tập thở thì tôi tin rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Trong cái album khỏe đẹp thân tâm tôi có một bài chia sẻ về tập thở, thở như thế nào để khỏe, thở như thế nào để đẹp, thở như thế nào để giảm cân, thì các bạn chỉ cần lục lại cái album ảnh khỏe đẹp thân tâm thôi, có cái hình ảnh một cô gái đang ngồi thiền thở đó, thì đấy là một cái cách là bạn bạn cân bằng cái cảm xúc của bạn, bạn cân bằng cái tâm của bạn và bạn cân bằng cơ thể của bạn, thì đấy là cách vô cùng tuyệt vời. Hãy tập trung vào hơi thở thì mọi lo lắng của bạn sẽ lắng xuống, mọi vấn đề của bạn nó sẽ sáng rõ hơn, và đặc biệt là bạn sẽ thấy là bạn đủ sức vượt qua được mọi thử thách, mọi khó khăn. Thì đây là cái cách mà tôi cũng đã áp dụng nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi tôi đọc cái cuốn Thiền cho người bận rộn của thầy Thích Nhất Hạnh, thì tôi chưa quen với cái cách ngồi thiền quá lâu như là các vị thiền sư, thì tôi thấy thiền cho người bận rộn nó liên quan đến một cái phương pháp là thiền động, cái sự tĩnh lặng tâm trí ở bất kỳ một giây phút nào trong hàng trong trong ngày, sự tập trung tư tưởng, sự chánh niệm. Một cái ví dụ đơn giản như là thầy thầy Thích Nhất Hạnh nói rất là đơn giản là khi ta ăn ta hãy tập trung vào bữa ăn, hay khi tôi đang nói chuyện với các bạn tôi tập trung hoàn toàn vào cái máy quay trên vi tính để tôi đang trò chuyện với những ai cần được nghe, được chia sẻ, và tôi sẵn sàng tập trung vào thì tôi sẽ không bị phân tán. Đấy là cái cách mà tôi đang điều hòa hơi thở để tôi có thể ngồi một cách rất là thoải mái, bình an trước mọi người. Thì đấy là cái cách mà tôi học được và tôi thấy là rất là tốt. Và cái phương pháp tập giữ nguồn tươi trẻ mà tôi nhấn mạnh lúc đầu đó cũng rất là quan trọng cái chuyện thở, từng động tác đều phải kết hợp với thở, và mỗi tập xong mỗi động tác thì cũng đều phải biết thở, thì đấy cũng là cái cách để mà chúng ta thường nghĩ là thở là cái gì đó rất là tự nhiên, nhưng hóa ra đọc kỹ thì chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn là quên mất hơi thở của mình, quên mất kiểm soát nó để mà kiểm soát thân tâm. Xin nhấn mạnh lại là chúng ta muốn bất kỳ ai trong chúng ta cũng thấy khỏe là quan trọng, đúng không ạ? Vấn đề là chúng ta đã dành thời gian đủ để quan tâm đến nó chưa? Đã biết cách quan tâm đến nó một cách đúng mức chưa? Để mà chúng ta thật sự có để mà giữ gìn cái cơ thể chúng ta, giữ gìn cái tâm hồn của chúng ta. Đây là cách chúng ta yêu bản thân tốt nhất và đây là cách để chúng ta hạnh phúc. Tôi mới được một chị bạn tặng cho cuốn sách này. Tôi cũng đang đọc thôi, tôi chưa đọc xong. Nhất định là đọc xong tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Nhất là quan trọng hơn là không phải là đọc xong mà tôi thử áp dụng. Tôi thấy tốt tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Thì cuốn sách Bí quyết dưỡng da kiểu Hàn Quốc này chia sẻ những cái tâm tình của một chuyên gia dưỡng da người Hàn Quốc, cô rất là đẹp, chúng ta nhìn cái ảnh đằng sau cô rất là đẹp đó. Và cái cuốn sách này tôi đọc qua thì tôi thấy là rất nhiều những hướng dẫn từ cái cách tẩy da chết cho đến cách ăn uống sao cho làn da đẹp, rồi cái giữ gìn giấc ngủ, rồi tâm trạng sao cho da đẹp, tất cả đều có, chứ không chỉ đơn giản là cái cách mình sử dụng mỹ phẩm hay cách mình tẩy trang hay cách mình trang điểm, không phải đơn giản như vậy.
Chúng ta thấy là các diễn viên Hàn Quốc họ rất là biết giữ da đúng không ạ? Và cuốn sách này đã chia sẻ rất là cụ thể cái cách giữ da của người Hàn Quốc. Và tôi tin rằng đây sẽ là món quà 8 tháng 3 rất là quý cho chị em mình nếu mà thực sự chị em mình quan tâm, yêu thương chính mình. Thực ra thì đừng nghĩ rằng mình đang làm đẹp cho ai đó. Đầu tiên mình làm cho mình khỏe đẹp để mà chính mình được cảm thấy yêu đời hơn, mình cảm thấy mình tràn đầy năng lượng hơn để mình làm được những gì mình muốn làm. Đấy là điều mà tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình, trong cái chuyên đề ngày hôm nay. Bạn Phương Nhung Vũ thì có nói là khi em tuyệt thực thì em thấy chóng mặt buồn nôn. Đấy chính xác, đấy là hiện tượng thải độc với bạn. Trong cuốn sách mô tả rất là kỹ, tôi không biết là bạn đã đọc và hiểu kỹ chưa mà bạn đã thử làm. Đó, vì cái chóng mặt buồn nôn này có thể biểu hiện là bởi rất là nhiều những cái phản ứng khác nhau trong cơ thể thì bạn phải rất là cẩn trọng, nhất là bạn bản thân bạn đã nói là bạn bị huyết áp thấp nữa thì huyết áp thấp lại là một cái trường hợp mà bạn phải tìm hiểu kỹ hơn và bạn phải cẩn trọng hơn khi thực hành phương pháp tuyệt thực. Bạn hãy tôi khuyên bạn chân thành là bạn phải đọc rất kỹ. Tôi đọc ít nhất đọc 2-3 lần tôi mới dám thực hành, và mỗi lần thực hành tôi lại phải đọc lại để mà xem mình có thật sự hiểu đúng, hiểu rõ cái phương pháp này chưa, và từng cái biểu hiện thải độc của từng ngày một mình phải theo dõi để xem mình có thật sự là đang đi đúng quy trình hay chưa. Thì tôi mong là bạn không có được chủ quan vì sức khỏe của chúng ta rất là quan trọng. Có những người thật sự là đã cần cái phương pháp đề tốc này để thải độc, thải những cái u cục, những cái thứ mà ví dụ như mỡ thừa, những cái sỏi, những cái u để mà ra khỏi cơ thể chúng ta. Nhưng có những người thì chưa chưa cần thiết phải sử dụng phương pháp này một cách nhịn nhà dài ngày, thì chúng ta phải rất là cân 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 đối, cân nhắc kỹ với cơ thể chúng ta. Đặc biệt là trong cái bài nói chuyện cảm xúc gây bệnh tật, tôi thấy bác sĩ Bouchard có nói đến một cái ý là cái bệnh tật của cơ thể chúng ta đôi khi nó đến từ cái việc là chúng ta những cái uẩn ức trong quá khứ, thậm chí là từ rất là lâu mà chúng ta không có hoàn toàn còn nhớ nữa. Nhưng ví dụ như là một cái ký ức thiếu tình yêu thương, nó làm cho bây giờ con người ta có những cái mong ước được giữ cái tình yêu thương và mong ước được sở hữu cái tình yêu thương, thậm chí người ta thỏa mãn cái đòi hỏi tình yêu thương bằng cách họ ăn rất nhiều đường, rất nhiều muối, rất nhiều tinh bột để họ thỏa mãn, hay là người ta ngồi xem tivi quá nhiều những bộ phim giàu giàu cảm xúc để người ta làm đầy cái khoang tình yêu thương của họ bị trống trong quá khứ, thì cũng đấy là cách làm cho họ bị bệnh, dễ bị bệnh hơn, nhất là bệnh liên quan đến những cái u cục trong người. Thì tất cả chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân, hiểu căn bệnh của chúng ta, hiểu cơ thể của chúng ta và hiểu nguyên nhân bệnh tật, thì lúc đó chúng ta mới tìm ra cái biện pháp phù hợp. Xin các bạn đừng chủ quan về sức khỏe của mình, tôi chỉ muốn nói như vậy. Bệnh viện bây giờ đang quá tải rồi, người Việt Nam chúng ta cái thể lực rất là cần quan tâm. Khi mà tôi để ý thì tôi thấy là trong sinh viên học sinh của tôi cũng không không nhiều bạn giữ được cái thể lực, một cái năng lượng tràn đầy, mà có thậm chí có nhiều bạn là da hơi xanh, rồi chạy một chút thì mệt, đi một chút thì mệt, học lâu một chút thì uể oải rồi nhác ngủ, thì tất cả những cái đó chính là cái biểu hiện là mình không được khỏe. Thì người lớn chúng ta, những cái người đang đi làm thì chúng ta có cảm thấy nhiều lúc chúng ta bị mất năng lượng không? Nhiều lúc chúng ta bị mất sức không? Nhiều lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi không? Thì tất cả những biểu hiện đó là cơ thể đang báo động rằng là nó cần được quan tâm, nó cần được nghỉ ngơi, nó cần được chăm sóc. Và chỉ cần các bạn chịu khó đến bệnh viện một lần thôi, nhìn cái cảnh người người chen nhau, chen lấn xô đẩy, rồi nằm giường trên giường dưới, rồi bao nhiêu thứ rắc rối trong trong cái việc chúng ta đi viện, chúng ta sẽ thấy là biết giữ sức khỏe mỗi ngày nó nhàn hơn nhiều, nó đỡ tốn hơn nhiều, nó đỡ vất vả hơn nhiều, là cái câu chuyện mà chúng ta thả lỏng sức khỏe. Nhất là căn bệnh ung thư, có thể nói là chưa bao giờ mà ở Việt Nam lại nhiều người bị cứ hỏi đến là lại chết vì bệnh ung thư nhiều như bây giờ. Thì một trong những cái nguyên nhân bệnh ung thư là cái cảm xúc tiêu cực trong chúng ta, và đặc biệt là chúng ta đang ăn quá nhiều những thức ăn độc hại, như là ăn quá nhiều đường, ăn quá nhiều bánh ngọt, ăn quá nhiều những cái chất phụ gia, ăn quá nhiều những cái đồ chiên rán. Chúng ta biết là một cái tài liệu y khoa rất là hay được lưu truyền trên mạng là những cái thức ăn của tế bào ung thư đó là đường, sữa, thịt đỏ. Đã, nếu mà ai bị ung thư thì thường được khuyên là dừng tất cả những cái thức ăn đó, vì đó là những cái thức ăn nuôi tế bào ung thư. Thì đấy là một cái mà chúng ta cần phải biết. Chúng ta không chỉ biết sống cân bằng, chúng ta còn phải biết ăn sạch, ăn đúng nữa.
Tôi rất chia sẻ là bây giờ rất nhiều người khó có thể tìm đồ ăn sạch, bản thân tôi cũng thế, không biết là đâu sạch để mà mua, và đặc biệt là đồ ăn sạch thì rất là đắt, vì thế mà người ta có xu hướng là tự trồng lấy để ăn. Nếu làm được điều này thì rất là quý, nhưng mà không nhiều người làm được. Thứ nhất là chúng ta không có đất, chúng ta không có thời gian, chúng ta không có đủ cái sự gọi là đầu tư cho cái vườn trái cây của mình, ở trường vườn rau củ quả của mình. Tôi rất nể những người bạn của tôi chia sẻ những vườn rau trên sân thượng của họ. Đã, nhưng mà khi hỏi ra thì họ cũng có người chăm sóc giùm, ví dụ có ông bà ở cùng hay có người giúp việc, chứ không phải đơn giản là họ có thể đi làm công sở rồi họ về họ lại chăm cả cái vườn rau như vậy, thì cũng không không nhiều người làm được. Thì chúng ta cần phải biết thanh lọc cơ thể để mà những cái lượng đồ ăn thức uống độc có độc tố nó đến với cơ thể chúng ta, thì nó cần phải có những cái lúc nó phải được ra khỏi cơ thể. Nếu không, chúng ta tích lũy quá nhiều và quá lâu, chúng ta có thể làm cho cơ thể của chúng ta nó sinh bệnh. Đó. Bất kỳ lúc nào trong trong cuộc đời chúng ta có thể bị quật ngã bởi những căn bệnh. Và tôi thì hôm nay thì tôi giống như là tôi tâm tình với mọi người thôi, tôi không phải là cái người chuyên về sức khỏe, tôi không phải là một bác sĩ về sức khỏe, tôi chỉ là một người làm tham vấn tâm lý. Tôi quan sát cái đời sống tinh thần của mọi người nhiều hơn, và đặc biệt là tôi quan sát đời sống về sức khỏe của bản thân tôi là và những người xung quanh tôi, thì tôi thấy là đã đến lúc mình mỗi người Việt Nam chúng ta cần phải quan tâm đến sức khỏe, biết cách ăn uống cân bằng, ăn theo phương pháp thực dưỡng, ăn theo phương pháp thuận theo tự nhiên, biết tránh xa những cái món ăn độc hại gây độc tạo nên độc tố cho cơ thể, và cũng phải biết giữ gìn sức khỏe bằng cách thanh lọc cơ thể, bằng cách tận dụng tối đa 6 vị bác sĩ tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Đó là ánh sáng, ánh mặt trời, đó là không khí, đó là nước, đó là sự nghỉ ngơi, đó là tập thể dục, và đó là một lối sống điều độ, ăn ngủ điều độ. Thì đấy là những cái mà tôi muốn nhấn mạnh trong buổi hôm nay. Nó nằm trong cái chuỗi chương trình để chúng ta hạnh phúc hơn. Tôi rất mong là mỗi chị em phụ nữ, mỗi người chúng ta có cái sự quan tâm đến cơ thể của mình. Hãy đừng chỉ quan tâm tới những cái kế hoạch trong cuộc sống, đến sự thành công trong công việc, đến cái sự gọi là ngưỡng mộ của ai đó đối với mình, mà hãy làm cho chính mình tràn đầy năng lượng mỗi buổi sáng thức dậy, chính mình có một cái giấc ngủ sâu khi mà nằm xuống buổi tối, và đặc biệt là bạn có được cái niềm vui sâu sắc từ cái việc bạn khỏe, từ cái việc bạn cân bằng thân tâm. Thì khi đó tôi tin rằng là những cái tốt đẹp trong đời sống nó sẽ đến với chúng ta. Hạnh phúc không khó tìm đúng không ạ? Hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, đó là hãy biết cách ăn uống, hãy biết cách giữ sức khỏe mỗi ngày. Không biết là có bạn nào muốn quan tâm thêm về cái câu chuyện giữ sức khỏe hay là thanh lọc cơ thể không ạ? Vì chắc chắn là tôi không thể nói tất cả những cái câu chuyện một cách quá cụ thể ở trên đây, vì cái phương pháp mà giữ sức khỏe nó cần có một cái sự nghiên cứu một cách thấu đáo bởi những cái cuốn sách được viết có cơ sở khoa học cũng như là của những người đáng tin cậy, chứ tôi không phải là cái người bác sĩ để có thể chia sẻ một cách quá cụ thể trên đây. Tôi chỉ muốn hôm nay tôi mục tiêu của tôi chỉ muốn nhấn mạnh với mọi người rằng là sức khỏe thân và tâm nó nằm trong tay chúng ta. Khỏe đẹp thân tâm không phải là khó. Lúc đầu khi mà tôi đặt cái tên khỏe đẹp thân tâm thì tôi biết là đấy là một cái mong đợi, một cái kỳ vọng, một cái khát khao của chính mình cũng như nhiều người để có được điều đó. Nhưng mà khi mà thực hành và thử tìm tòi, thử áp dụng, thử nghiên cứu và quan sát lắng nghe bản thân mình nhiều năm nay, thì tôi thấy là sức khỏe nằm trong tay chúng ta. Tôi cũng mong ước là cái mục tiêu của tôi cách đây 3 năm là đừng phải vào bệnh viện, chỉ có một ước mơ rất là cháy bỏng là như vậy thôi. Mình làm sao mình khỏe thế là mình thành công rồi, còn những cái tất cả những cái khác nó sẽ đến sau. Khi ta khỏe thì ta muốn làm gì chả được, phải không các bạn? Bản thân tôi là một giáo viên, tôi không khỏe tôi không thể đi dạy 10 tiết một ngày được. Nhất là tôi có những cái hoạt động rất là nhiều trên lớp, tôi cùng với mọi người có những cái sinh hoạt, có những cái phân tích, có những cái trò chơi, có những cái nhiều hoạt động để mà tương tác với người học. Nếu tôi không đủ khỏe chắc chắn là tôi sẽ không thể hoàn thành tốt công việc. Cũng giống như tất cả các bạn, bất kỳ ai trong chúng ta, nếu chúng ta khỏe đẹp thân tâm thì tôi tin rằng mọi người đang có hạnh phúc ở trong tầm tay.
Và đặc biệt khi các bạn hạnh phúc, các bạn mới mang lại sự hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Tất cả những người yêu thương bạn, như bố mẹ bạn, vợ chồng bạn, anh em nhà bạn, người yêu của bạn đều mong bạn khỏe. Đấy chính là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau. Và đấy cũng là điều mà trọng tâm hôm nay tôi muốn nhấn mạnh, cái thông điệp là hãy bảo vệ, biết cách bảo vệ sức khỏe cho riêng mình. Và một số điều tôi chia sẻ nho nhỏ đấy là cái kinh nghiệm bản thân mà thôi, các bạn có thể thấy phù hợp có thể không thì các bạn, nếu các bạn cảm thấy có một cái sự phù hợp và các bạn cứ áp dụng mà thấy tốt, các bạn thấy khỏe lên, các bạn chia sẻ lại với tôi qua tin nhắn, qua Facebook, tôi sẽ rất là vui được chia sẻ với các bạn những cái kết quả đó. Và ai cần tôi chia sẻ điều gì, nhất là những vấn đề về tâm lý mà cảm thấy khó vượt qua, làm cho các bạn đau đầu, cả làm cho các bạn khó chịu, tất cả những cảm xúc tiêu cực mà bạn cảm thấy khó vượt qua, thì bạn có thể chia sẻ với ai đó và tôi cũng có thể là một người giúp bạn cân bằng lại. Chúng ta biết là khỏe đẹp thân tâm luôn luôn nằm trong tay chúng ta. Chúc tất cả các bạn sẽ đạt được mục tiêu đó là khỏe và đẹp. Luôn luôn ở trong một trạng thái hài lòng nhất về bản thân mình và mình yêu thương bản thân mình nhất, thì đấy là điều mà tôi tha thiết mong muốn. Một lần nữa chúc các bạn một năm mới thật sự là vui khỏe.